ra rừng để nó lên cây và người ta không chăm sóc thì nó gọi là một cái mã gieo hạt nó hoang, bọn em gọi là bán hoang dã 95%. Tất cả quý ba anh chị thì ngày hôm nay em lại về má Sâm Trường Bạch. Em thì hôm qua thì Sâm về nhà nhưng mà anh em ở nhà thì bóc đó, còn đâu em thì lại đi một chút công việc thì em không quay được tất cả cho mọi người xem. Thì hôm nay em xin quay một cái video ngắn để giới thiệu về một chút về cái má hai má Sâm mà em mới về hôm qua. Thực ra thì em về cả Sâm mầm xanh nhỏ nhưng mà em lại cái mã đấy thì hôm qua thì đóng đi hết, em về 150 cân thì em đóng đi hết cả đó. Thì cái mã sâm này thì nó có một cái đặc điểm là như này, cái hàng này thì rất là to đó. Cái mã sâm này thì em gọi là mầm vip nhưng ở bên Trung ấy thì người ta gọi là hàng này gọi là hàng trồng để ra cái hàng siêu dễ, nhưng mà cái mã này thì nó chỉ khoảng tầm cỡ 15 tuổi thì là nó sẽ được như thế này đó. Cái hàng này thì nó không có nuôi trồng và tiếp theo nó là cái mã này nó gọi là mã gieo hạt. Cái mã này thì nó nhỏ này thôi, nó khoảng tầm cỡ 120 củ cân. Hàng này thì rất là già. Cái hàng này thì là người ta rắc cái hạt ra thẳng rừng đó, người ta rắc thẳng cái hạt ra rừng để nó lên cây và người ta không chăm sóc thì nó gọi là một cái mã gieo hạt nó hoang, bọn em gọi là bán hoang dã 95%. Đây, chỉ 5% đó là do con người tác động đó. Cái mã này ấy thì để hầm gà hay là ăn. Ngày xưa ấy thì có một thời gian em về cái mã này này, nhưng mà nó khá là cao. Nhưng như bây giờ ấy thì mã này nó khá là hợp lý. Cái mã này thì nó giá của nó thì rơi vào 1 triệu một cân đó, cứ 1 triệu một cân. Cái hàng này thì chúng ta có thể ngâm mật này, cho vào trong rửa sạch, sau đó cho vào trong lọ đấy, sau đó chúng ta đổ mật vào đó, ngâm luôn đó, hoặc là chúng ta ngâm rượu. Cái hàng này thì ngâm rượu cũng rất là thơm này đó, và giá thành của nó rất là hợp lý, nó chỉ hơi nhỏ một chút thôi. Và hàng nó đưa một cái là cái củ của nó ấy, cũng rất là cứng đấy, mọi người nhìn này, tay em bóp không vấn đề cả, nó không xốp một chút nào nhé. Nhưng mà cái hàng này này nếu khi mà cho vào bình ấy, thì nó cũng rất là đẹp đó, nó cứ lộn xộn hết cả lên, trông nó rất là phong cảnh đó. Chứ nó đã là hàng không phải là sâm mầm với cho mọi người nhé. Đó, cái mã sâm mầm như lại khác. Cái hàng này thì nó làm được gieo hoang dã lên này, cái thân nó rất là già đấy. Còn tiếp theo là giới thiệu một chút về cái mã hàng to lại. Cái mã hàng to này này thì nó sẽ rơi trung bình từ 8 cho tới 13 củ, có thể là nhỏ hơn một chút thì khoảng tầm 15 củ đó. Cái mã sâm này nó rất là to đó, và nó đẹp ở chỗ là cái rễ của nó cũng rất là tơ. Và cái củ sâm này nếu ví dụ chúng ta lên 1 cân vào một bình đó thì trông nó cũng rất là ổn đó. Mã sâm này nhìn rất là sướng mọi người nhé, nhìn củ sâm như này, hoặc là chúng ta lên 1 củ một bình hoặc 2 củ một bình cũng vẫn được, vẫn đẹp, vẫn là rất là thoải mái đó. Cái mã sâm này thì nó rất là phù hợp với cái giá tiền đó. Cái loại này thì giá 1,4 triệu một cân đấy, nó rất phù hợp với cái giá tiền và túi tiền của mọi người đấy. Nếu mà để mà chơi thì em đánh giá là cái mã này nó hợp lý đó, vừa to vừa đẹp mà lại giá thành vừa phải đó, chứ không quá đắt đấy. Đây mọi người nhìn này, dễ này đó. Ở cái loại này này thì mọi người cứ nếu ví dụ như ở xa ấy, thì em có thể hỗ trợ vệ sinh cho mọi người, sau đó hút chân không em sẽ chọn cho mọi người. Ví dụ mọi người thích những cái củ suôn như thế này thì em sẽ chọn những củ suôn, còn ai thích kiểu nhiều chân tay như củ này thì em sẽ chọn củ nhiều chân đó, ra rộng, hoặc là những cái củ như thế này đó. Khi mà lên trên bình ấy thì nó mới đẹp, còn khi bây giờ chúng nó vẫn còn đất còn cát ấy, thì trông nó cũng sẽ vừa phải thôi đó. Và đặc biệt ấy là đã là nhân sâm thì bao giờ nó cũng có một cái đầu mầm lên như thế này đó, nó chỉ có một cái đầu mầm thôi nhá, nó không bao giờ lên được quá đến 2 cái đó. Nó không giống như sâm Lai Châu hay là nhiều người hay giả cái củ cắt cánh ấy, củ cắt cánh thì lên rất là nhiều đầu đó, và cái mùi của cắt cánh không uống được đâu đó. Cái mã sâm này, kể cả là cái mã này nếu ở khu vực miền Bắc thì em gửi tươi được, còn đâu là nếu mà ở khu vực miền Nam ấy thì chúng ta nên rửa sạch hút chân không để gửi đi thì nó sẽ đảm bảo hơn, hoặc là nếu ai mà có nhu cầu ngâm mật thì em có thể ngâm mật luôn cho mọi người. Có thể là em sẽ rửa sạch sau đó là
em cho vào trong máy sấy qua đi, sấy 2 tiếng cho nó teo đi, sau đó cho vào trong lọ và bắt đầu đổ mật vào ngâm. Đó, cái đấy tiền mật thì em sẽ tính thêm, còn nếu hút chân không tẩm rượu thì em cũng không tính vào thêm cái công này. Em chỉ hỗ trợ mọi người thôi, coi như là cái phần đấy thì em hỗ trợ vào cái ship cho mọi người. Đó, đấy, cái giá thì cứ cái này thì 1 triệu, một cái này thì 1 triệu tư mọi người nhé. Hàng thì rất là ok để mà chơi. Đó, nếu như hôm nay thì cái mã sâm chuẩn bạch thì hôm nay em thì chỉ có 2 cái mã này thôi. Thì em chỉ giới thiệu qua để cho mọi người biết, để mọi người là luôn luôn là biết là em vẫn đang liên tục vẫn là về các loại mã. Em về nhiều hàng lắm nhưng mà do thời gian gần đây bận quá, không quay, không đăng video về quá nhiều. Đó, thì hôm nay em sẽ quay cái này để cho mọi người biết, và mai kia em có hàng mới thì em sẽ quay tiếp những cái lô hàng mới. Đó, bắt đầu cái video này thì em xin quay đến đây thôi. Rất là cảm ơn quý cô bác anh chị đã theo dõi hết video của em. Kính chúc mọi người một ngày mới làm việc vui vẻ, một buổi tối bên gia đình hạnh phúc. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video sau ạ.